này quen rồi cháu ạ. Hả? Đã nuôi quen rồi. Quen rồi thích. Biết là nó ăn nhưng mà tốn thật nhưng mà nó thích. Ờ, ngày hôm nay nhiều chim phết nhỉ. Hôm nay toàn ấy trà màu là nhiều này. Trà màu đi. Ngày hôm nay trà màu rất nhiều. Chợ hôm nay thấy đông hơn đấy nhỉ. Như này là cũng sau mà khi là cũng khá nhiều rồi đấy. Trà màu ở chợ này trà màu là chủ yếu. Đá tiểu cảnh ấy. Cục đá bao nhiêu tiền? 30 anh ạ. 30.000. Bây giờ lên núi lấy đá về bán. trên núi nhiều mà nhờ những cục nhà làm tiểu cảnh. Con nuôi chủ đây con đấy, con đấy phải không, không trước đi đấy phải không, nó lại bay qua góc kia phải không? Vâng. Ok, chốt kèo. Chốt. Mình đang mấy cái răng ngoài 190. 190 à? 200 mà xuống 190 phải không? Các cao thủ nhí. 10.000 lọc. Dẹp mèo. 5 lít. Bắt đúng con chưa? Đúng rồi. Phải chưa? Mắt mèo. Đấy rồi. Quá ok luôn. Đấy, móng miếc không bị vấn đề gì. Chấm chống rồi. Ok chưa? Ok rồi. Nhà mày có lồng sao màu không? Có nha. Được. Lên kè không? Lên kè không em? Lên kè không em? Kè không? Bao nhiêu tiền? Tiền kiểm tra xem. 100 bao nhiêu tiền? 2, 4, 6, 8, 10, 2. Thừa một tờ thôi. Đấy, xuất một con trà màu 190.000 cho các cao thủ nhí. Tương lai là nghệ nhân chơi chim của quốc gia. Đấy, thì anh em ở khu vực dưới này thì vẫn rất là nhiều chim. Đấy, đủ các dòng chim cho anh em để anh em tiếp tục đam mê khu vực dưới này nhá. Cao thủ nhí này vừa mua con chim trả vào 190.000 rồi. Đấy, đây thì chim phút mật. Chim non, chim phút mật. Anh em vẫn rất hào hứng ở dưới này. Tiền sinh. Đấy, này. Tiền sinh hút mật. Chim hút mật. Thiếu hút mật khuyên. Trà màu bông. Chim non. Đấy, bên này thì Chim non. Đây dòng chim nhỏ phân mật. Cái gì à? Kể cả trong tổ bán này em chứ. Chim bán nhiều kinh nghiệm ấy mà. Chim mới nở ra không biết là chống ai mãi rồi á. Nó ra lông ống bắt đầu là biết rồi. Ra lông ống là biết rồi. Bán con xem bạch chưa? Bao là mấy lít? 5 lít. 5 lít à? Lông cánh đã lên rồi là biết đây. Lông đầu nó cũng thay đổi phong thủy bán. Bán là ngay nhỉ. Thế là ngon rồi. Đấy, chào màu gen bạch à? Gen bạch thì cũng tốt đấy. Nó sướng quá vì con chim non nó không để không bảo được xem. Con chim non mà to dã man luôn. Gen chào màu bạch. Gen
trắng mỏ mỏ lột. Chân lột mỏ lột thì bán nó trăm rồi bán rẻ. Hơi rẻ à. Nó cướp luôn. Một con chim non. À. Chim 500 rồi, chim non. Đấy, một tờ hết số rồi. Cướp luôn. Thế vẫn kia vẫn còn thấy rẻ đúng không? Ừ. Con này là được hai cái anh Hưng. Trống. Con đấy là con trống. À, thế 100% con trống. À, Hưng cao thủ bẫy chim. Hưng cao thủ bẫy chim. Thế, anh xem chim này cái chào màu non. À. Đi vào trống là trống. À. Hả? Cái gì? Bây giờ vào nhà Hưng rồi, nhà đẹp lắm rồi. Hôm nay anh em mình vào sớm này. Ờ. À, bạch của em mấy ngày hôm nay nó nở ra nhưng mà nở ra nó không biết kiểu gì nữa. Con mẹ nó bón nhưng mà không được. À. Nhà. Nó ra. Nhỏ vào. Cắt dế thật nhỏ vào. Anh hôm nọ cũng bị dế. Em cả cắt nhỏ. Hôm nọ anh bị mẹ một tổ lửa bốn con. Nó bón con. Nó đéo bón được. Nó gấp mẹ con ra. Hóa ra bây giờ mình phải chơi bài cắt bụng dế thật nhỏ. Hay là nó bị nóng quá. Cắt bụng dế mới cắt sâu nhỏ vào. Em cả cắt như thế rồi. Chào mào bạch nở mấy con Hưng? Ba con. Ba con. Hỏng hết. Hỏng hết á? Chào mào. Không sống con nào? Không sống con nào. Ồ, phí nhỉ. Ba con nó đứt được gì nhỉ? Có một con đen thôi. Còn hai con ra là cánh đen đen nhưng là mơ. À, thế là hỏng hết. Tiếc nhỉ. Nó có hai ôm à. Hôm nay mang chim gì ra không? Hôm nay không mang chim gì. Không mang rồi. Đấy. Hưng cao thủ với chim ấy. Hôm nay chủ yếu là đến chợ để chơi anh em xem những con chim. À. À. Hai con này Bách Thành. Nhìn anh Bách Thành nhìn chim biết chim này. Có con sờ không anh? Có sờ hay là nhìn? Nhìn phát biết. Tất cả lửa hết còn quá. Chim hay lắm ấy. Ừ. Trầm giọng ấy. Mà đang mang đi thi mẹ cứ 1 chọn 10 kiểu đéo cũng thắng. Đúng luôn đấy không? Kiểu gì cũng thắng. Thật mà cái dòng Bách Thanh này em tưởng là nó chỉ cái thế nó không phải. Bách Thanh nó hot ai mà. Nó hot đủ giọng luôn. Bách Thanh. Bách Thanh. Bách nhiều giọng đúng không? Bách Thanh. Chim gì nó hot rồi? Ừ, chim gì nó hot chim. Này thì nó là rất an tạp. À. Đây, loại này thì. Đây, loại này. Ừ. Loại này hot được nhiều giọng á. Bách Thanh. Mà diều có phải thua nó. Nhưng mà Hưng nhá. À. Diều này của anh lao thủ không? Cổ này 4 trống. Bố diều có đuổi cả diều. Bố này 4 trống. Còn ở khu vực này thì có một đôi khiếu bạc má và đôi khiếu đầu bạc. Khiếu hiện tại là cũng dao động khoảng là triệu dưới, trên triệu dưới và dưới triệu dưới. Đấy. Khiếu này. Còn khiếu đầu bạc này thì nó rẻ hơn, khiếu đầu bạc này thì tầm mấy trăm thôi. Có anh em thích khiếu đầu bạc, có anh em lại không thích, là có một số dòng chim như thế anh em để anh em biết. Ở đây thì chủ yếu là chòe lửa và chòe than giáo khuyên. Anh em là chơi khuyên thì ở đây cũng rất nhiều khuyên. Khuyên này cứ dao động khoảng 50 một con. Đây toàn khuyên. Đôi gà Thái. Cà cướng non, đây là con chim cà cướng, cũng như thuộc dòng chim biết nói. Con gì? Con sáo này giá nó 400 giá của anh được chưa? Anh áo vàng kìa. À, 350-400 đấy.
sáo non. Thế này, cái sáo của chú này này, hỏi chú này này. Hỏi nó bao nhiêu tiền một con, hàng cụ, 350. Thợ chim chở một xe chim đến đây anh em, đây là một thợ chim ở chợ này đấy, một thợ chuyên về dòng chim nhỏ, vua chim nhỏ, các loài chim lạ. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở chợ chim cảnh các bạn nhé. Đấy, thợ chim này vừa mới bắt đầu đến, đang dỡ lồng chim xuống. Còn khu vực điểm này thì chim rất nhiều rồi anh em ạ. Đấy. Ở đây khoảng 4 điểm bán chim. Đây một điểm bán chim. Đấy, trên kia một điểm bán chim. Dưới háng nước một điểm và dưới kia một điểm. 4 điểm bán chim anh em ạ. Ngày hôm nay thì chợ chim rất là đông. Giả màu nhiều đấy. Vẫn chỗ thường xuyên đấy, chỗ này là có lốt rồi đấy, vẫn chỗ cũ. Yếu kiểu dưới. Nhiều đi non hết nhỉ? Hả? Anh già tắm có nè, vua chim non chợ đây là mỗi anh Giang còn chim non nữa với nhờ có đầy thế à. Kia đây là nhưng mà mỗi anh là nhiều đấy nhờ, mỗi Giang tàu là nhiều chim non nhất. Cắm mỗi cái vòi vào vẹn như là kiểu bơm bê tông thôi. Bơm bê tông. Bơm bê tông. Cắn liên tục. Tớ là tổ bách thanh. Con trà màu đây, con chuyên này. Trà màu nhà đấy. Trà màu nhà, trà màu gì? Trà màu đít đỏ. Ghé nhỉ? Nó còn chưa vỡ lông ống. Trên này nhiều dòng chim lắm này. Đây sáo, sáo non. Đây sáo. Đây sáo non. Các biết ăn rồi. Đây, ở đây sáo non là cà cứng. Anh em nào thích nuôi sáo, nuôi cà cứng. Dòng chim biết nói nhé. Sáo ơi, 300.000 một con sáo, mỏ vàng chân vàng. Chuyển chỗ để xem bên này có phong thủy không. Thay đổi phong thủy. Thay đổi phong thủy. Nơi địa điểm bán cám, các loại cám chim.
Đây các bạn ơi, mình hiện tại tiếp tục đang có mặt ở trung tâm của chợ chim cảnh Lạng Sơn, chợ chim chợ Dương Vương. Đấy. Chợ Dương Vương thì ở khu vực ngoài kia cơ. Đấy, có một đường rẽ vào trong khu vực bãi đất này. Thì khu vực bãi đất này thì hiện tại là làm ở chợ chim các bạn nhé. Đấy, đi thẳng vào đường này thì có một đường sâu vào trong này thì chợ chim ở trong này. Đấy, thì hôm nay ở chợ chim này thì cũng khá đông anh em mang chim ra ngoài này chơi. Và hiện tại thấy là có khoảng 4-5 địa điểm bán chim cơ. Đấy, anh em có thể thấy. Khu vực háng nước này thì trên này thì nhiều dòng chim này, đủ các dòng chim chè than chè lửa, sáo non, hiếu, họa mi. Đấy. Khu vực này thì cũng thấy nhiều chim này. Đấy. Hiện tại là ở đây thì có những con chim non. Đấy, chim non, chim chè lửa non này, sáo non này, bách thanh này. Đây thì chào mào này, khuyên này, một số con chim non đều có anh em ạ. Bách thanh. Bách thanh. Đây, đây thì có những con chim chà lửa non này. Chim non. Lửa non. Đây thì một số những con khuyên chà mào chà lửa. Đây là chà lửa, hút mật, sáo khá nhiều. Lớn này chưa ăn anh? Anh bón nó để cho nó một cục vào mồm mỗi con là nó no lâu. Con khoang này có phải con cà kiêng không em? Cà kiêng. To nhỉ? To hơn sáo. Con này nó biết nói là nói mới thay bằng sáo. Nói hay hơn sáo. Cà kiêng này nó ăn cái gì em? Nắm gà. Nuôi từ bé rồi. Cà chiên thì bao tiền con này? Con này 500, con này 500. Thanh Loan bao tiền đấy? Hả? Thanh Loan bao nhiêu tiền đấy? Thanh Loan á? Thanh Loan đấy 300. 300 này. Cá cứng rồi đấy. Thằng Anh đang cầm đây. Thằng Anh vừa cầm đấy. Để nước thì nghe. Lồng bẫy là cú. Cú là lồng bẫy. Thôi anh đặt rồi. Còn nếu mua thì lên đây bắt đây. Thiếu bổ trao. Hút mật. Đấy. Mồi à? Hút mật mồi à? Lấy rồi sáng lấy đây nè. Ở nhà hót, tầm này cứ hót cả ngày. Con của anh à? Mồi ấy. Nó không nhảy ra được ở nhà để bà nó uống nước là vẫn hót bình thường. Ra đây đông người nó sợ. Hút mật mồi. Đấy, ở trên khu vực trên này thì các bô láo. Đấy, đam mê họa mi và khiếu ở trên này anh em ạ. Hiện tại là những con khiếu, con họa mi ở trên này bây giờ có giá nó sẽ dao động khoảng tầm khoảng 1.500.000 lên ít và xuống một ít. Đấy nó thả
thoải mái luôn từ bé. Đây là cạc nước. Con trong này già hơn hay sao ấy nhỉ? Con này to hơn. To hơn, già hơn ấy. Già hơn. Già hơn. Con này thì 500, con này thì 300. À. Mắt con trong da thì nó mở. Con ngoài thì khác rồi. Già hơn rồi. Cũng nuôi từ non lên mà. Đấy, con đấy nhìn đẹp đấy nhờ, cao to hơn. To hơn mà. Cao hơn. Con này cá là nhái nhất. Nuôi từ bé mình cho ăn cào cào lung tung này thì nó ăn quen. Cào cào nó dễ ăn mà. Cám gà. Con này ăn được, con này đang nhân mái. Con được nói được. Con nào nói được. Con nào nói được. Là con được cái khóe mắt, cái khóe này nó vàng hơn này, to hơn này. À. Được thì nó to. Được to cái hơn. Cái nhỏ khả năng là nó được này. Nhưng mà chơi nói ở trên cái. Trên cái nói. Nó như đàn bà, nó lắm mồm. Nó nói nhiều. Nói nhiều. Nói nhiều hơn gà đông. Đấy. Hôm nay lại biết thêm kinh nghiệm là nuôi chim rồi. Con mái lắm mồm hơn. Đàn bà nói nhiều. Lắm mồm hơn đàn ông. Đấy phải hỏi lưng. Đấy hai con kia trống đứng im. Hàn trống đấy đứng im có kêu gì đâu. Hàn trống đấy thả nếu đi đâu kìa. Thả ra. Ấy, mình không bồ chào kìa con hát rồi đấy. Bám. Cho được bạn. Có túi dưới chị ơi. Để lại cho anh được cái túi. Nghe lâu chưa? Anh vừa lên nên là đi khám bệnh. Khám bệnh dưới ra đây. Khám cái gì? Khám soi. Đây khu vực này thì rất nhiều trào màu, chim trào màu. Đây, khu vực này thì trào màu nhiều lắm. Cao thủ nhí. Khiếu đầu đỏ sao đây? Hôm nay em Khiếu làm bản châu á? À chú là bản nào? Ở đâu? À Gia Cát. Vào tận bản châu vô. Vào lùng pa con đang nằm ở đây. Ôi yêu là lên cái đèo lùng pa để rình chim. Thì cũng là thuộc dạng cao thủ đấy nhờ. Nhưng mà mình có tên cao thủ vậy. Chưa được phong làm cao thủ. Chưa thăng cấp à? Chưa ai thăng cho cái gì? Thì hôm nay em thăng cho. Trà màu ở đây thì nhiều lắm, nhưng mà rất nhiều trà màu. Đấy, hôm nay ra chợ chim cảnh gặp anh Hưng cao thủ bẫy chim. Phần các loại chim. Phần các loại chim mà đấy. À. 220. Mèo ăn mực cắm đấy. Cắm mà tại cái lồng ở nhà nó chui ra được. Cái lồng sắt nó chịu rồi. Nó cướp chim nó chịu. Thằng này nó thế. Lồng sắt nó lãi mối tình cảm mà. Anh Hưng cao thủ bẫy chim.
Đấy, chuyên thuần các dòng chim. Người nhỏ chim to. À. Người nhỏ chim to. Người nhỏ chim to. Không khác nhỉ. Người nhỏ chim to đúng. Đúng là chim, chim cái biết luôn, chim đực chim cái. Hiện tại là anh Hưng là anh biết phân biệt các loài chim. Anh Hưng ở đâu anh Hưng? Bản Châu. Trong Hưng Lê Văn Quan Làng Sơn. Hưng Quan. Bản Châu. Bản Châu. Đấy. Bản Châu bản dài. Bản Châu. Nhà nó xa phết đấy. Anh Hưng xem ở đây là có bao nhiêu con trống, bao nhiêu con mái. Chia sẻ cho anh em một chút nào. Hả? Ngồi đây xem nào, ngồi đây chia sẻ xem nào. Anh phải nghe hót. Cha lửa thì phải nghe hót mới biết à? Cha lửa con nào ấy hoa to. Hoa to với lại hoa to trống à? Nhiều hoa. Dày hoa. À. À. Thế bách bách anh biết con được trống mái như kiểu gì? Anh không nuôi bao giờ, không biết đâu. Thế là anh là chuyên dòng gì? Anh chỉ chuyên về trào màu với lại tuyệt han. Bách thanh thì cũng như con màu nhà, màu sẫm nhà. Đen ở mắt này, đen hết ở mắt này. Thì là trống. Thế còn con mái thì nó màu nó ghi. Con này là con mái này. Con này con chuyển lửa này, con mái này. Nó hoa nó bé. Hoa bé hơn. Con mái á. À. Có nghĩa là con đây anh chỉ con tay đúng con hoa mái này. Mái. Con này con mái. À. Con này con mái đấy. Hoa nó bé. À. Đây con này là con mái 100% này, đây con trống này. À à. Trống này. Trống này. À, đây trống hoa nó to hơn con mái. Đúng rồi. À. Con mái hoa nó ít hơn, nó nhạt hơn. Con mái đây. Hoặc là phân biệt cho lửa thế đúng không? Phân biệt đây với lại cái dòng theo thôi. Đấy. Phân biệt trà lửa là hoa nhiều hơn là trống, hoa ít hơn là mái. Đấy. Đây cho than kia, xem tổ kia bao nhiêu con trống mái. Nhìn không biết à? Bắt xem cầm là biết ngay. Đây, anh Hưng xem có mấy con này là trống hay mái đây. Cao cao thủ bấy chim xem con này trống hay mái. Con này trống à? À. Nó phân biệt cái gì ở đây? Đấy. Đen hơn á hay gì? Đây, đen nó đen tận đây đây. À. Cái con mái nó không đen à? Mái nó không đen sâu đấy đâu, đây mái đây. À, mái không đen đúng không? Mái không đen mấy đâu. Ừ. Đây. Ừ. Đây tổ cho xem hai con thôi. Tổ này là mấy trống mấy mái? Đây là có một trống rồi. À, hai trống. Đây xem. Đây cũng trống. Con này cũng trống. Trống, hai trống. Hai con này cũng trống. Xem con này là đây con này trống. À. Đen là cái gì? Đầu còn trống có mỗi con mái thôi. Con này nó còn trống. À, ấy à, bốn trống một mái. Đấy. Bây giờ anh em bắt chim chỉ cần ngửa này lên thôi. Ngửa ngửa cái mái ngửa cái mồm lên. Đâu? Đâu? Thấy không? À, nó đen nhiều hơn. À. Cho con đấy với con mái thì biết ngay. À, ấy à. Cao thủ bấy chim ơi. Thầy chim ấy. Thợ chim ấy. Đấy. Thợ chim xem. Nuôi không cần xem lông xem gì cả, chỉ cần xem cằm. Xem cằm là con trống hay con mái này biết hay. À. Không nói đi mua hai con tuyệt an nó bảo trống mà là tao cho mày 1 triệu rồi nếu mà không phải trống lắm nào. À. Mua hai con mái. Ừ. Bây giờ có 17 con nữa đâu. Ừ. Chuyên bán chim. Ngày thứ 6 này này đi một con vào Sài Gòn rồi. À. Chim toàn lên miền Tây, mấy miền Nam nhiều. Còn ra nước ngoài không anh? Không. Cái con này biết trồng mái không? Con này cũng biết rồi. Lòng này không, thế là gì? Không nuôi không? Lòng này họ không chơi. Tôi chơi trò màu mấy trò than biết rồi. Trẻ lửa chơi ấy. Trẻ lửa. Không biết con bông này trồng hay mái. Màu không? Mấy thì không biết đâu. Cứ tưởng trò màu không? Trò màu kia là biết. À, biết đỏ nó biết thôi đúng không? À, cứ tưởng là trò bung là biết nó khác đúng không? Nếu mà nhưng dòng với lại những dòng này là mình không nuôi thì không biết được. Mình biết những cái dòng của mình chuyên nuôi thì là mình nắm được. Bốn con trống đấy, một con mái thôi. Bốn trống. Bốn trống một mái. Bốn con là 700 con khuyến mại tổ đấy. Khuyến mại tổ. Bốn trống. 700. Anh em không biết cứ ngửa cái cằm lên. Ngửa cằm lên là nó đen nhiều là trống. Con đen như thế là con trống. À. Mà nhìn nó cái cằm của nó đen mà sâu lên đây mà. À. Đấy. Đây là mình không giấu là nói để cho anh em biết. Anh em chọn. Mấy trên một con anh trẻ than này à? Còn nếu mà con trào màu thì cứ con nào kêu
là giọng trống thì nó sẽ âm, giọng máy nó chỉ kẹt, kẹt. Nghe tiếng kêu. Trống thì nó kêu nó sẽ quẹt. Đấy. Đây, sang đây ngắm một chút chim ở bên khu vực này. Khu vực này thì chà lửa, chà than khiếu. Quên mua chim, quên giả học à? Trống hết, trống hết. Bụng vàng hết rồi đấy. Quên. Bảo anh trống hết. Đấy, ở đây thì có họa mi. Đây, họa mi này. Họa mi khiếu. Đây, khiếu ở trên này. Khiếu bạc má. Khiếu đầu bạc. Đấy, hot rồi đấy. Họa mi hot này. Đấy thì ở trên này có khoảng 4-5 lồng họa mi. Hot thì con ở dưới này cũng hot. Đây là giọng của con bùa trao. Khiếu đầu bạc cũng hot. Khiếu bạc má. Khiếu đầu bạc. Chà lửa. Ở đây thì chà lửa nhớ. Chà lửa 300-350 một con chà lửa. Hôn mật mồi này. Sáo này về sáo non 350. Đây ở bên khu vực trên kia nhé. Trên kia thì đây, trên này thì cũng trà màu, chủ yếu trên này trà màu nhiều này. Đấy, toàn là trà màu bấy lưới, bấy đấu. Đấy. Trên này thì chim non trên này thì cũng rất nhiều này, chim non mấy chim dòng chim nhỏ như khuyên, bách thanh này, hút mật này. Đấy, chúng là chợ này thì cũng đa dạng chim đấy, anh em ạ, đa dạng chim nên anh em đến chơi thì cũng rất là hay. Khuyên lấy tiền luôn, nó lại quên. Vàng không? Vàng xé luôn. Bụng vàng con này chắc chắn 100% chống. Xe nữa này. Úi giời. Lấy cho anh cóng đi. Đẹp không? 50.000 một con. Đây là đôi gà thái 500 một con gà thái. Con này gà này hiền đấy, rất là hiền. Nhông trên lóc lồng táo rồi, lồng táo rồi chứ. Khu vực nhà anh vẫn nhiều hơn mật lắm nhỉ. Ở nhà em cũng thế, thấy về khuyên hơn mật về nhiều. Cho này mấy đôi trà màu không về. Phá mẹ cái khu đằng sau giờ có cây rồi. Đây chẳng hơn mật à? Không phải. Con gì lại màu đỏ đây? Đâu? Ốc miến. Không phải. Cái màu đỏ mà. Đỏ chót đấy. Đỏ chót phải ốc miến đấy. Ốc miến non. Đây cho con mồi giấy này vào nó xuống. Trẻ than. Cho con hút mật vào nó xuống. Ốc miến. Tiểu mi. Con này cũng mồi à?
lồng lồng bẫy này, khuôn mặt mồi, sáo, tiểu mi, xe lửa, tiểu mi, đây nhiều tiểu mi. Khu vực trên này thì trà màu rất là nhiều anh em ạ. Đây ở đây trà màu nhiều này. Đấy, trà màu. Xuất được con nào chưa? Ô hôm nay bán chậm đấy. À bán được ngũ sắc rồi à? Trà màu không xuất được con nào? Có một con. À có một con nữa gì? Con này à? À. Chợ sắp đến giờ tan rồi đấy. Bìm bìm này. Bìm bìm ngâm rượu. Con to. Đấy, đây trà màu nhiều lắm. Bấy lưới, bấy đấu. Ồ, ở đây bán hết rồi, còn 2 con thôi này. Con này 200 này. 2 lít một con trà màu bấy lưới. Toàn trà màu. Đấy, khu vực phía trên này thì anh em dệt chim ở khu vực hàng nước này, một số những con chim trà màu đẹp anh em dệt trong này. Đây đây, đây là lồng, được gọi là lồng. Đấy, nên khu vực hàng nước này thì anh em dệt chim đấy. Một số cao thủ rất chim ở trong này rồi. Đấy, ra muộn đấy. Thế ở bán không bằng con đi bán à? À bán ngoài đường này à? Đấy, chợ chim thì tầm này thì cũng hơi tan rồi, đi sớm sớm thì nó sẽ đông hơn, tầm 9-10 giờ này tan chợ rồi, nhưng mà chim thì vẫn còn nhiều. Đấy, những con trà màu, chim nhỏ, chim cu, chim trà màu bông, chim... màu bông này. Hút mật, mi đất, nói chung là đấy, họ mi khiếu ấy. Nói chung là đi một vòng chợ rồi, anh em biết đến chợ chim này như vậy, không chia sẻ chi tiết đâu. Đấy, hẹn anh em ở chợ chim tiếp theo thì sẽ quay cho anh em xem nhé.